Ủa chị, giờ này chị làm gì vậy? Ngày mai họp báo rồi mà giờ này chị còn chưa đi ngủ nữa. Ngày mai họp báo, mấy giờ? 3 giờ chiều. 7, em lộn rồi á. 15 giờ. 3 giờ chiều. 15 giờ với 3 giờ chiều là mấy? 1. Thiệt tình luôn. Họp báo hả? Vậy là cái clip này chiếu vào lúc 11 giờ trưa. Vậy là bây giờ mình nói là ngày mai chiếu là ngày mai đó cả nhà. Là ngày mùng 7 tháng 1 vào lúc 15 giờ trên bay Hồ Bích Trâm có tiết xanh sẽ chiếu trực tiếp buổi họp báo online. Đó, cả nhà nhớ đón xem nha mọi người, qua bay bay Facebook của cả nhà Hồ Bích Trâm có tiết xanh để cả nhà đón xem họp báo có sự góp mặt của toàn bộ diễn viên và ekip. Và hy vọng là mọi người sẽ đón xem trực tiếp trailer bộ phim Tết này có chồng vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 1 là ngày hôm nay luôn. Dạ, hôm nay luôn. Clip này em mất 11 giờ trưa nên là hôm nay luôn nha cả nhà. Ngày 7 tháng 1 nha, 19 giờ chiếu trực tiếp. Trailer chỉ có 3 phút mấy thôi, cho nên cả nhà vô chờ sớm sớm giùm em nha cả nhà. Và đừng quên ngày 11 tháng 1 vào lúc 19 giờ sẽ chiếu trực tiếp tập 1 của bộ phim Tết này có chồng với sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu anh Hồ Quang Hiếu, má Lê Giang, má Thanh Hằng, anh Khương Dừa, Nam Anh, chú Lê Nam, thím Tư Di Khương, ai nữa ta, bà Kim Tử Long và đặc biệt là Hồ Bích Trâm. Và cảm ơn quý khán giả thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Hồ Bích Trâm Official, và cả nhà nhớ đăng ký kênh để mà mình đón xem phim để ủng hộ, xem quảng cáo để ủng hộ, đăng ký để ủng hộ nha cả nhà. Và ngày mai sau khi họp báo xong thì tối Trâm sẽ lên trailer luôn. Và mọi người cho Trâm một cái cảm nhận về cái trailer của bộ phim Tết này có chồng nha. Trâm chắc chắn với cả nhà đây là một bộ phim cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ cảm xúc và bối cảnh cực kỳ đẹp, dàn diễn viên cực kỳ hùng hậu và diễn rất rất là dễ thương luôn. Và hy vọng là quý khán giả sẽ ủng hộ cho bộ phim của Trâm, cũng như là sắp tới ủng hộ cho bộ phim Trùm Nổ của anh Khương Dừa. Thì cho phim của Trâm lên trước, phim Trùm Nổ của anh Khương Dừa sẽ lên sau. Hy vọng quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho bộ phim của Trâm, cũng như là ekip bộ phim Tết này có chồng nha. Và nhân dịp năm mới thì Hồ Bích Trâm không có gì hơn ngoài lời chúc cho mọi người dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng may mắn, nhiều tiền. Đặc biệt là nhớ xem phim Tết này có chồng để ủng hộ cho Trâm và anh chị em diễn viên nha cả nhà. Và tiết lộ luôn, phim này nhạc phim hay lắm, anh Hồ Quang Hiếu hát đó. Trời ơi, danh hài Hồ Quang Hiếu. À lộn, anh ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Và trong phim là anh là danh hài nha cả nhà. Nhớ đến xem bộ phim nha. Cảm ơn mọi người. Cho dù nó có đoạt giải đi nữa, chị cũng có cách đáng ra khỏi giới giải trí. Thay lên công ty mình chỉ diễn được vậy thôi hả? Hết phim này á, thanh lý hợp đồng nhỏ đi nha. Dạ làm lại lần nữa ạ. Ok em, anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng anh yêu em. Tụi con còn trẻ, thấy cái tình cảm nó rất là bình thường. Nhưng mà càng lớn tuổi, càng già đi. Tết 2022 có một bộ phim bom tất sẽ ra mắt trên kênh Hồ Bích Trâm Official. Máy chạy. Nói ra một cái gì là hét ra lửa. Chị thử đi chị. Đâu có lửa. Trời ơi. Xin chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 12, cũng là ngày bấm máy bộ phim Tết này có chồng, đạo diễn Minh Mấm. Bây giờ đây là, tại vì năm nay là Trâm đầu tư phim quay ở trên Đà Lạt các cả nhà. Thì ngày hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên cho Đà Lạt luôn, thì khí hậu đang rất là lạnh. Thì đây là cái bàn để mà mình dâng hương lên cho tổ, để mà làm ông tổ phù hộ cho mình là quay phim thuận bồm xuôi gió.
với sự hội tụ của dàn diễn viên kỳ cựu, dễ thương và hài hước trong showbiz. Trời ơi, trời, cái này đồ là dì Tư lựa, dì Tư có vô lắm. Mà dì Tư biết khách qua nhà chơi là cái gì đẹp phải cho khách mặc trước. Dì Tư chưa mặc này luôn á. Mũi của chị La Giang là không có tơ. Mũi của chị La Giang là mũi tự nhiên đó. Tự nhiên sửa cho mày suối. Nữa nè. Cái gì vậy? Trời ơi. Anh Nam anh đứng mà anh rung luôn cái gì ơi. Ở đâu tới đây? Mày lên giọng nhẹ đi. Không cãi của tôi chứ không phải đồ anh ném nha. Ủa? Hà Đa ơi. Năm như này có thấy không Hà Đa ơi? Có đường bà cũng chả cũng có cách lấy về. Những khó khăn của đoàn phim. Anh nói đi từ 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 để dắt xuống thôi. Cũng đạp máy chạy chứ, từ từ để cho ba bốn anh em kéo mà sao thấy là cái đầu mới đồ nè sao giờ mình kéo lại của anh chị em nghệ sĩ gửi đến Hồ Bích Trâm. Qua phim này thì Hiếu mong là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Trâm nhiều hơn trong con đường nghệ thuật, và bộ phim luôn luôn được sự đón nhận rất nhiều từ quý vị khán giả. Chúc cho Hồ Bích Trâm sẽ đạt được mơ ước của mình là phim Tết Này Có Chồng sẽ được công chiếu và được khán giả yêu mến. Là mong là sản phẩm Tết Này Có Chồng của Hồ Bích Trâm sẽ được khán giả đón nhận một cách cuồng nhiệt. Hy vọng rằng là quý vị khán giả hãy ủng hộ nhiều cho Hồ Bích Trâm nhiều hơn nữa, Hồ Bích Trâm Official nhiều hơn nữa. Mong là quý vị sẽ đón xem cũng như ủng hộ phim của chị Hồ Bích Trâm cũng như những diễn viên ở trong phim. Nhớ đón xem phim Tết Này Có Chồng nha của Hồ Bích Trâm trên kênh Hồ Bích Trâm Official. Anh đồng ý lấy em làm vợ nha. Vậy là Tết Này Có Chồng.